Lộ diện 10 thí sinh đầu tiên vào top 60 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Danh sách các thí sinh còn lại trong top 60 sẽ được thông báo trong tập 1 chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Chương trình sẽ phát sóng vào 21 giờ 30 phút thứ 6 hàng tuần trên VTV9, bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2019. Minh Anh, ảnh, Sang Đào.